Dạ Cường xin mến chào cô chú anh chị và bà con cô bác. Chúc bà con cô bác và quý anh chị cũng như là năm mới dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong cái công việc. Từ hôm nay mình có dịp đến chỗ Idol Thảo Sương cũng như là kênh Bình Đen cả nhà. Thì hôm nay là cái buổi phát quà của sư thầy ở chùa Long Mỹ. Và hôm nay thì Cường cũng cùng các anh em cũng như tiến hành vào bên trong cũng như là trực tiếp cái buổi phát quà. Thì bên đây là mục đích là giúp cho bà con nghèo mình đó là cái phần nào những món quà nho nhỏ để chia sẻ trong cái năm mới, thêm cái nhu yếu phẩm gạo thì cũng sư thầy cũng đã chuẩn bị là 30 phần và trong đó có số tiền nho nhỏ để giúp cho bà con. Thì hôm nay thì buổi phát quà ở đó là nhà Idol Thảo Sương. Thì đây là cái đường hẻm vô nhà Idol Thảo Sương nha anh chị. Thì sau khi vào bên trong thì mình sẽ trực tiếp cũng như là chia sẻ cho cả nhà mình cũng như quý bà con cô bác. Thì cũng mong bà con cô bác chia sẻ cái video này lan rộng ra cũng như để giúp cho bà con sẽ ở miền Trung, miền sâu xa cũng như những hoàn cảnh khó khăn thì đều có những cái món quà nho nhỏ đến cho bà con. Đây thì có hoàn cảnh chỗ vô nhà Idol Thảo Sương cũng rất là đông cả nhà. Bà con cô bác ở ngoài nước hay là trong nước, như bà con ở đây thì bữa nay thì cũng nhà sư ở ngoài Vĩnh Long với cô ở ngoài Vĩnh Long thì em nữa rồi lên đây thì cũng gom sức một phần nào để cho Sương chào trao mà một phần quà cho bà con cô bác ở đây. Thì người dân tộc khổ của mình bữa nay như là trao phần quà không có bao nhiêu thiệt chứ mà vui vẻ chứ đủ để cho mình ăn Tết đó bà con. Đây đó, rồi xin một phần tay lên rồi. Thì một phần quà bao gồm là 10 kg gạo, 15 gói mì, một bịch bột ngọt, 1 kg đường, 1 lít dầu ăn, 1 lon sữa, 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương, rồi thêm 80 ngàn. 80 ngàn. Rồi đó, xin mời bà con cô bác chào tay. Năm nay 2 lẻ 3. Số đủ 3 luôn. Rồi đó. Thấy ô to, ô to, vợ vô hùng. Cảm ơn cô. Lấy nè, lấy nè. Bà con cứ từ từ. Xanh. Bà con cứ từ từ đi. Xanh. Đẩy ở đây. Cho nè. Đẩy to hay vô to kìa. Đỡ mạnh nè. Đỡ mạnh nè. Đỡ mạnh nè. Đỡ mạnh cầm nhớ tụi anh ơi, thì nhớ cầm ơi, giờ ổn còn nhóm. Rồi. À, hai chín. Ôi, xong ô quân cô lại xưa, ta sẽ mẹ mấy ba luôn. Khỏe hả bà? Dạ, nó ơi, ơi phim nè. Nè, ơi phim nè. Lại xưa, lại xưa, không nổi. Ơi, không nổi đâu. Không nổi không? Sao không nổi không con? Đây, mình đúng mình mò vô đi. Rồi, nữa. Lôi với bà canh. Rồi. Mình mò chị đi vô, hãy đâu. Ơi, thấy tiêu phim luôn. Rồi. Rồi, hai ta. Cắp xanh. Cảm ơn cô xin một nha. Cảm ơn tầm tới đây. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn cô kìa. Ơi cô có lời nhận mà đó, có gì có lời cảm ơn nha. Có cảm ơn cô nghe, chúc cho thầy nghe. Với bà con cô bác quý Phật tử trong chùa Long. Rồi. Long Mỹ. Cảm ơn. Mẹ ơi con này, mẹ này. Đây à, nó thô đúng hoài chứ à, mình pin cổ. Chưa có đĩa. Việc lao khô đây. Không bên kia. Chị rồi mới làm ăn phát tài. Rồi, cảm ơn chị nha. Đó, anh nhờ. Chuyện cái này dùng. Số rồi, cảm ơn nha Thế Dương. Cảm ơn nhiều nha. Mà có số dù chồng chị kiếm mua cho nha. Ừ, chưa nặng hơi đẹp chứ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị mà mày hơn. Cảm ơn cô kìa. Rồi
chút nữa xin hôm nay nè tập xin hay tại em tôi lái nhà hơi đỡ đâu phải kho vô phiêu mà thua đi lươn đâu hả không men phiêu có phim bây giờ được sao không trời ơi đi cho không có đủ phiếu đâu rồi một lớp cô biết sao không ít của ấy mình nhé thì nó đi này kia nọ rồi tôi đưa phiếu đưa cho mấy người khổ nhiều cũng được không được rồi quen cảm ơn cô kìa rồi cảm ơn rồi đi ăn đi nấu lại nổi không? Thấy tướng nó miếu kìa. Chưa. Còn thấy chưa tới. Người ta đương đi bán mà. Biết sao nha. Nó người nó bán bao nhiêu bắt nó đi hết cơm nhiêu mà. Hả? Thì nó cũng thằng mà nó ở nhà nó cũng có vợ mà nó đầy đủ lắm. Hả? Em mới sao vậy? Cho tôi cộm đó. Cảm ơn đâu. Cảm ơn chị thật. Cảm ơn đâu. Cảm ơn sư. Bệnh sư. Cảm ơn sư. Cảm ơn phải cảm ơn nè. Không. Để đưa tiền đây nè. Đưa đây. Mình thương nè. Mình thương nè. Hay cô mình thương nè. Hay ông bảo mua cái chơi hơi nè. Đâu? Đâu đó. Đâu có thể rồi, có duyên gặp lại chút chị vui vẻ nghe. Lên thầy kêu. Để cho coi thầy mua. Tiếng cái trăm đó. Gì lúc? Thuận. Tiếng mạnh lại. Ờ. Ờ. Thấy hụt cái thế. Hả? Có gặp phe anh chợ tao. Hay lậu lanh hơi ơi. À phe anh ơi tao té đâu. Ờ, tao đó chợ, có quanh quanh tao đâu. Rồi khỏe đừng cầm chơi cái cội. À, nâng. Cầm chơi cái cội. Dạ, chơi mà, chọc uốn. Sau khi một buổi phát quà thì chỗ từ tấm lòng của sư thầy ở chùa Long Mỹ nha cả nhà. Thì chỗ địa điểm phát thì chỗ tại nhà Idol Thảo Sương. Thì do cái bà con cô bác thì cũng còn đi làm một số thì hiện nay thì chỗ cũng còn 5 cái phần quà thì đang đợi bà con lại. Thì sau khi buổi phát quà thì sự mà niềm nở cũng của bà con cô bác nhận món quà cũng như là để trang trải trong cái mùa Tết cũng như đỡ cái phần nào cũng như mình mua sắm để trang bị trong ngày Tết đó. Thì phải nói thì cái công việc này thì cũng được sư thầy giúp cho bà con. Thì đây là những cái tấm lòng rất là cao cả. Thì đối với bà con cô bác thì ai cũng cần sự chia sẻ, mỗi một người thì chia sẻ lá lành đùm lá gách. Thì tuy gần của các anh em ở đây thì cũng không có đi hoạt động nhiều, thì đây cũng gọi là cái tấm lòng cũng giúp cho bà con. Thì Cường cũng mong rằng trong thời gian tới thì tất cả những quý mạnh thường quân cũng sẽ giúp cho các anh em cũng như có một cái động lực mỗi một ngày càng phát triển hơn. Thì cũng nhờ là cũng thời gian qua thì cô Idol Thảo Sương rất là nổi tiếng. Thì vừa đi chia sẻ cho bà con những cái tiếng cười trong những cái khu chợ, đặc biệt thì cũng có lồng ghép thêm đó là những cái chia sẻ những hình ảnh thiện nguyện. Thì đây là nhà của cô Thảo Sương nè cả nhà. Đó. Nhà cô Thảo Sương rất là đơn giản thì rất là thấp luôn. Đó. Thì phải nói thì cả nhà mình cũng rất là biết. Thì trong thời gian qua cũng rất là hot. Các anh chị cũng chia sẻ rất là nhiều cả nhà. Thì bây giờ mình cũng mời cả nhà mình đợi bà con đến để lãnh gạo 5 phần còn lại ha. Giờ theo cái cuộc phát quà lần này tới đây anh cảm thấy vui không? Thì phải nói thì Cường cũng rất là vui. Thì phải nói là đây là những tấm lòng thì luôn giúp cho bà con. Thì bản thân Cường hay là những anh chị khác thì cũng đều vậy. Thì sau khi nhận được cái tấm lòng thì bên cạnh đó thì cũng đỡ cái phần nào trang trải trong gia đình. Thì đặc biệt là vui chỗ đây là vui là bà con nhận được cái tấm lòng. Khi mình cho cái người nào đó hoặc là mình trao người đó thì bà con nhận được thì mình rất là vui. Đó. Phải nói thì trong cái thời gian qua thì tuy rằng là chỗ Bình Đen với Cường hoặc là những anh em YouTuber khác á, thì cũng phải nói thì cũng chưa gọi là cái sự bứt phá mấy. Thì tuy nhiên đây là cũng gọi là một cái điểm nhấn. Cũng là anh em cũng cố gắng về động lực.
thì tạo cái một sự tin tưởng cho quý cô chú anh chị biết bà con. Dạ. Thì bên cạnh đó thì anh Cường và em thì cũng đã lúc trước á thì cũng đã phát một tấn mấy gạo hồi lễ Vu Lan đó, hồi đó là phát ngay cái chùa Bốn Mặt đó với anh Cường đúng không? Anh còn nhớ không? Nhớ, thì lúc thì đó là phát ngay lễ Vu Lan thì cũng có rất nhiều quý mạnh thường quân cũng như là đóng góp ở trong đó. Đó. Bây giờ cũng đã lâu rồi ha, thời gian đã lâu rồi anh Cường và em gặp thì lại cũng không gặp lại luôn á. Thì bữa nay nhân dịp phát gạo ngay nhà của cô Thảo Sương thì bên cạnh đó thì cũng có sư ở chùa Long Mỹ cũng đã có liên lạc với Bình thì để nhà Bình mua dùm 30 phần gạo, 30 phần quà đó, bao gồm là mì nửa thùng nè, một chai nước tương và một chai nước mắm, một chai dầu ăn, một lon sữa, một ký đường và một bịch bột ngọt. Thì nói chung thì cũng món quà này nói chung là đặc biệt cho những bà con vùng quê khó khăn đó, thì cũng một phần là để ấm no trong mùa Tết nguyên đáng sắp tới đó, năm 2023 đó anh Cường. Thì nói chung là mấy ông cụ và bà cụ khi mà lại nhận quà thì còn được thêm là 80.000 cũng rất là vui ha. Theo anh nghĩ thấy rất vui ha anh Cường. Rất là vui luôn. Dạ cô Thái Sương, thì hôm nay thì tụi em đến cũng có cái dịp đến chỗ nhà cô, thì hôm nay á thì cô cũng nhận được cái tấm lòng của sư thầy đó phát gạo cho bà con nghèo mình, đặc biệt là ngay chỗ tại nhà mình. Thì cô có chia sẻ cái cảm nghĩ như thế nào để mình chia sẻ cho bà con biết không? Thì Thảo Sương thấy cảm nghĩ Thảo Sương cũng thấy vui, thì Thảo Sương mừng lắm đó, để mình chia sẻ cho bà con, để cho bà con đến tới gia đình mình để nhận được một phần quà nào đó thì mình thấy mình vui lắm. Rồi cảm ơn sư thầy nữa, để sư thầy có một sư thầy ở bên chùa Long Mỹ đó là có một phần một tay để giúp cho Thảo Sương được như vậy, Thảo Sương cảm ơn nhiều lắm bà con đó. Thì trong thời gian vừa qua thì kênh của Idol Thảo Sương cũng đi chợ rất là nhiều. Thì cho xin hỏi chút xíu, trong thời gian tới cô có dự kiến là phát triển kênh mình theo nhiều cái lĩnh vực nào nữa không, cũng như là thiện nguyện hay là giống như đi chợ hoặc là đi như thế nào đó, mình có thể chia sẻ không cô? Thì Thảo Sương cũng ước như là mình cũng đi chợ để cho tiếng cười cho bà con là một, còn hai nữa để cho mình đi như là thực thiện vậy đó, như là mình gửi tự thiện để mạnh thường quân để đưa lên cho mình á, mình đi thực thiện gì đó để cho bà con cô bác vậy. Thảo Sương thấy lòng, thấy mình thấy vui đó, cảm thấy vui. Hôm nay mình nhận của sư thầy là được bao nhiêu phần cô? Nhận được 30 phần, với 30 phần một người một phần vậy đó, thì được 10 ký gạo, 15 gói mì, một bịch bột ngọt, một ký đường, rồi một lon sữa, một chai dầu ăn, rồi một chai nước tương, một chai nước mắm, rồi đủ bên băm đó nữa, rồi 80.000 dạ, đó. 80.000 rồi. Để mình sáng này còn 5 phần này để chưa lại để đây phát ai lại để mình phát. Thì, cho con xin hỏi trong thời gian tới thì cái vấn đề mà giúp cho bà con nghèo thì cô Thảo Sương có thể là muốn lan rộng ra nữa không? Muốn chứ. Chợ người ta đủ mình được, người ta đủ hoài ha. Thì Thảo Sương cũng ý thích là vậy đó. Dạ. Cảm ơn. Rồi người ta lại lãnh gạo. Thì trong cái thời gian vừa qua đó rồi. Người ta lại lãnh gạo rồi. Rồi lãnh luôn rồi. Dạ. Thiêu. 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 Nè, lời gì cho tục lan, nè phi bà mình canh phi mất. Nè, khoan đi đứng ở đây đi. Nè, đây nè chụp hình quay phim này. Canh nè. Nè, thôi. Hấp đâu? Trời. Sập. À. Dạ. Thôi vậy cảm ơn hết. Dạ. Mấy chú ở đây. Bạn rồi, quên rồi, chào đó, 80.000. Cảm ơn mọi người. Đi, bạn có nè, mình đi. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn, xin chào. Ai vô, 6, 7, 8. Rồi, cảm ơn chị Sương luôn. Rồi. Nó đi nữa. Được không? Thấy bà nè, bà nè bình ơn. Bà nè bình ơn. Rồi. Có chú ham thương mình mơ sớm sớm đặng nhầm phép nó bay bà đi. Chưa nó mua lót tẩy đúng. Mình khó lắm. Mẹ ơi nó đụng mầm score. Nói không? Tiếp vô mới.
Rồi cảm ơn nha chú. Dạ. Cảm ơn nha chú ơi. Cảm ơn chú. Chú ơi. Cảm ơn chú. Cảm ơn nha. Mình chạy xe gì đó mình thăng về vậy đó. Thì biết cái chú anh chị thì trong buổi phát gạo ngày hôm nay thì mình nhận được tấm lòng vàng từ sư chùa bên Long Mỹ và quý Phật tử bên chùa Long Mỹ Vĩnh Long đó quý chú anh chị, thì cũng đã nguyên góp để cho sư, thì sư cũng có gọi cho mình và mua nhu yếu phẩm và mua những phần quà giá trị thì cũng rất là đặc biệt mang đến cho bà con vùng quê khó khăn á. Thì mình xin tổng cái số tiền mà sư đã gửi cho mình và lại trao lại đến tận nơi để trao đến chỗ nhà cô Sương để trao ha cô Sương. Thì mình cũng xin phép đọc những cái nhu yếu phẩm từng chai cho quý cô chú anh chị với bà con cô bác được biết rõ hơn ha. Thì mình cũng có mua một chai nước mắm siêu tiết kiệm là một chai 14.000, thì nhân cho 30 thì bằng 420.000 đồng ha. Rồi dầu ăn một chai 1 lít á, thì nhân một chai nó thì giá là 36.000, nhân cho 30 chai thì 1.080.000 quý cô chú anh chị. Với một chai nước tương 8.000 đồng, nhân cho 30 thì bằng 240 quý cô chú anh chị. Rồi sữa lon ngôi sao mỗi một phần dĩa là một lon thì nhân cho 30, một lon là 20.000, nhân cho 30 thì bằng 600.000 quý cô chú anh chị. Bột ngọt một gói 28.000, nhân cho 30 bằng 840.000 đồng. Mì 3 miền một thùng 77.000. Thì Bình có mua là 15 thùng, mỗi một thùng thì tách ra làm hai phần đó quý cô chú anh chị. Thì tiền mì thì nhân cho 15, 77 nhân cho 15 thì bằng 1.155.000 đồng quý cô chú anh chị. Rồi đường Bình mua là 1 kg là 22.000 đồng. Thì bình tổng số tiền là 22.000 đồng thì nhân cho 30 thì bằng 660.000 đồng quý cô chú anh chị. Gạo 1 kg 13.000, nói chung là gạo ngon, thì gạo bình thường xuyên mua để phát cho quý bà con cô bác nhân dịp lễ này kia đó quý cô chú anh chị. Thì 1 kg 13.000 thì bình mua 300 kg thì bằng 3.900.000 đồng quý cô chú anh chị. Thì tổng số tiền thì bình nhận từ sư bên Long Mỹ thì được 8.945.000 đồng quý cô chú anh chị. Rồi bình cũng có mua bọc xốp á, hết 50.000 đồng. Mua bọc xốp. Bọc mà đựng nhu yếu phẩm rồi. Đồ ăn gạo này kia đó. Thì bọc xốp ta biết rồi. Đồng nữa. Thì tổng cộng số tiền là 8.945.000 đồng. Thì mình có nhận từ sư ở bên Long Mỹ ha. Thì cô Thảo Sương có lời gì muốn nói với sư, có lời gì chúc đến sư không? Thì Thảo Sương cũng cảm ơn là các sư ở bên chùa Long Mỹ với mà các Phật tử ở bên chùa Long Mỹ đó có giúp đỡ ở trong đây. Thì Thảo Sương cũng chúc cho chị em hay là sư để vui vẻ trẻ mãi mãi mừng ăn phát tài đó, năm cũ bước năm mới, thì để cho sư rồi Phật tử ở bên Long Mỹ mà ăn được hai giả để như là có cái đồng ngân để mới mốt mà để xuất ra để làm phước để trong ở bên mà nhà Thảo Sương. Thảo Sương cảm ơn cô bác nhiều lắm bà con. Dạ. Đó. Thì mình cũng xin thay mặt bà con ở gần nhà của cô Thảo Sương, trong xóm cô Thảo Sương đó, thì thay mặt trong xóm thì xin cảm ơn đến sư và chùa sư chùa Long Mỹ, đặc biệt thì cũng xin cảm ơn đến quý Phật tử ở chùa Long Mỹ ha. Cũng xin chúc bà con cô bác năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường ha. Thì mình xin chào và tạm biệt, bye bye quý cô chú anh chị, thì cô Thảo Sương bye bye đi ha. Rồi bye bye nha, chào chào bà con nha, vui vẻ.